Rồi rồi rồi, vui lên nha. Để tôi chụp vài kiểu tôi up Facebook, cái tôi đề là cha mới và dâu cũ hòa hợp vui vẻ trong quán cà phê Lan nha. Vui lên. 2, 3. Xây cái mặt vô anh. Xây mặt vô chứ. Hòa hợp vui vẻ mà sao ngoảnh mặt tôi quay lưng vậy. 2, 3. Như vậy trời. Xây đứng sáng sáng vô con, đứng sáng sáng này. Anh nhìn vô đây nè. Nhìn vô đó. Cười lên. 2, 3. Ủa sao kỳ vậy, sao không sướng? Cái này người ta gọi là tự sướng mà thấy anh không có sướng gì hết trơn trời. Anh sướng mình đi, tôi thấy sượng thiệt quá. Ủa là sao? Sao tự nhiên ông thấy sượng? Tự sướng mà không sướng mà sượng là sao? Ba con thấy sượng, còn con thì có ngượng. Làm gì ngượng? Tại vì ba con không thích chụp hình với chú mà chú cứ kéo vào, ba con miễn cưỡng, ba con bị sượng là phải rồi. Không dám đâu, con ăn nói sao vậy trời? Chú sống trang hoài với mọi người quá sao không thích? Cái này là ổng không thích con đó. Thấy cái thái độ ổng không kìa đó. Bây giờ này trả lại cho con mấy cái hình này, nào vừa chụp này thấy không? Ổng quay lưng với con, thấy không? Ổng thích chú không đứng gần chú chứ đâu đứng gần con đâu. Cái này là cha dượng của con á, muốn chứng tỏ một cái uy lực của người cha đối với đứa con. Dân gian người ta gọi là dằn mặt. Con phải cẩn thận rút đầu là chú. Thế như vậy thật à? Hèn gì có mấy lần trong nhà mọi người đang vui vẻ, vừa thấy xuất hiện mặt con mà cái ba con tự nhiên lạnh lùng xong quay phắt mặt đi. Con không hiểu tại sao hôm nay chú nói, con nghĩ có liên quan. Chú đã nói rồi, mấy cái ông mà 50 tuổi mới đập thùng khó chịu lắm. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 49. Cộng thêm có 1 tuổi nữa thôi là... Là chưa, dù sao 49 cũng còn rẻ hơn là 50. Sướng cái nữa đi. Ôi ôi, ba đang làm cái gì đấy? Thì ba đang lau bàn chứ làm gì? Chết, ba không được lau bàn. Ôi ba làm như thế thì chết. Cả cái khu phố này người ta nhìn vào, người ta đàm tiếu, người ta đồn thổi, ba hiểu không? Cái gì? Nhất là cái chú Hai Tiêu ấy. Là sao? Chỉ trong 15 phút là chú rêu rao cả cái khu này là mẹ cưới ba về để làm ở nợ. Một lão ở nợ, phải không? Cho nên là ba đừng có làm thế, ba để đấy con làm cho nhá. Ôi dồi ôi, sao khăn lại bẩn như thế này hả ba? Ui ôi, lau bàn mà khăn bẩn như thế này làm sao mà bàn sạch ấy. Mình ấy biết là cái bàn nó bẩn, mình lau, mình thấy nó bẩn một phát là mình phải đi giặt. Đi giặt xong là mình phải vắt cho tiệt nước, bây giờ vắt tiệt như thế này. Cho đến khi mà nó khô rồi, lúc đấy mình mới lau lên bàn. Nói chung là ba hiểu con nói gì không? Ba hiểu không? Theo như là ba hiểu đại khái sơ sơ là con nói bà già và ba làm không sạch đúng không? Không, con không hề có ý đó. Cái đấy là ba nói, con không hề nói ba già. Mặc dù là ai cũng biết là bà già, đúng không? Ba thừa nhận đúng không? Trong đúng nhà rồi. Này là ba già hơn con, ba già hơn anh Tú này. Ba chỉ trẻ hơn có một mình mẹ thôi. Thế nên là ba già hơn tụi con gọi ba là đúng rồi. Phải không ạ? Thôi được rồi. Con làm đi ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba. Nhã nè. Dạ. Con giỏi lắm á. Sao ba lại khen mình giỏi nhỉ? Chuyện đấy thì ai cũng biết mà. Mình tốt nghiệp đại học, mình có một công việc tốt, mình tề ra nội trợ giỏi, thế thì có gì mà phải khen mình nhỉ? Thôi, lau bàn cho ba nào. Hầu. Ủa tóc bạc.